Có lẽ là sau đây cho chương trình chuẩn bị bước vào phần chính, cho phép Giáng Ngọc làm sôi động lên một chút. Hy vọng rằng là các khúc này các anh ngồi dưới có thể vỗ tay để cho Giáng Ngọc hát trên này, nhảy trên này máu hơn, được không ạ? Xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng, đó là bài hát rất quen thuộc với tựa đề Tình Là Sợi Tơ. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức ạ. Sao mày bèo cho